Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại một cái chương trình live stream của phòng khám da liễu thẩm mỹ Thiên Trường. Thì bây giờ đã là buổi trưa rồi và chúng tôi cũng đã làm việc cả một buổi sáng, khám và điều trị cũng như là làm trẻ hóa, trị thâm cho rất là nhiều những khách hàng đến với phòng khám da liễu thẩm mỹ Thiên Trường. Và chúng tôi rất là cảm ơn cái sự ủng hộ cũng như là tin tưởng của các bạn dành cho phòng khám. Và tôi hy vọng rằng là thời gian sắp tới thì phòng khám sẽ tiếp tục có nhận được những cái sự ủng hộ của các bạn. Và trong buổi chiều hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn một trong những công nghệ mà chủ chốt của phòng khám da liễu thẩm mỹ Thiên Trường, đó là công nghệ trị thâm cho những cái trường hợp mà bị trứng cá. Chào em, cái trứng cá của em bị là bao lâu rồi nhỉ? Em bị lâu rồi nhỉ. Đây các bạn có thể quan sát này, cái làn da của bạn ấy bị trứng cá khá là nhiều. Trứng cá nó tạo thành những cái tổn thương, đó là những cái vùng da mà bị đỏ, bị thâm. Đấy, rất nhiều ở dưới da của bạn, bị cả hai bên má, xuống vùng cằm và cả lên cả vùng trán nữa. Với cái làn da của bạn ấy là làn da dầu và lỗ chân lông giãn rất là rộng, rất là nhiều những cái vùng da của bạn ấy là có các tổn thương do trứng cá. Và chúng tôi đã xử lý cái nhân mụn cho bạn ấy rồi, và hiện nay bây giờ thì chúng ta chỉ còn là những cái vết thâm thôi. Và chúng ta sẽ sử dụng công nghệ laser micelle, là một trong những công nghệ mà đặc trị cho cái vấn đề là thâm sau trứng cá. Ngoài vấn đề xử lý thâm thì nó còn giúp cho cái làn da trở nên mịn màng và thu nhỏ cái lỗ chân lông. Và buổi chiều thì chúng tôi sẽ bắt đầu tiếp tục làm việc buổi chiều đến khoảng 7 giờ tối. Thì thế nên nếu các bạn mà đặt lịch thì các bạn vẫn có thể gọi điện đến số điện thoại 02283677717 để có thể đặt lịch với các bạn của phòng khám da liễu thẩm mỹ Thiên Trường ở địa chỉ 660 Điện Biên Nam Định. Bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu điều trị cái thâm cho bạn bị vết thâm sau mụn trứng cá. Em có khó chịu không? Không. Đấy, các bạn có thể quan sát thấy là khi mà tôi chạy máy ở trên da của bạn ấy thì nó sẽ có hàng ngàn cái điểm tác động của các tia laser xuống dưới da của bạn ấy, và những cái tác động này nó sẽ đưa cái collagen cũng như là những cái chất dinh dưỡng của cái gel mà tôi đang bôi trên mặt của bạn ấy nó vào trong da để nó làm cho cái da của bạn trở nên tái tạo lại và phục hồi lại cái tổn thương mà các bạn có thể quan sát thấy. Em có bị đau không? Không. Khi điều trị như thế này thì chúng ta có thể nghe thấy âm thanh của cái ánh sáng laser nó tác động lên trên da của bạn ấy, và nghe nó giống như là tiếng nước chảy hoặc là giống như là cái phím đàn ấy. Có rất nhiều các vị trí bị lỗ chân lông to và bị thâm, đặc biệt của bạn là ở hai bên vùng má đấy, và vùng trán nữa. Thì tôi sẽ đi kỹ ở tất cả các khu vực để có thể giúp cho cái quá trình mà phục hồi cái làn da sau tổn thương mụn trứng cá diễn ra một cách nhanh nhất. Có rất là nhiều bạn bị trứng cá và các bạn đã điều trị với rất nhiều phương pháp khác nhau, nhưng mà có thể là cũng có hiệu quả trong một thời gian ngắn hoặc là có thể là không mang lại hiệu quả gì. Thì theo quan điểm của tôi là do là cái quá trình điều trị của các bạn nó chưa tuân theo cái nguyên tắc điều trị về y khoa, thứ hai là chúng ta chưa điều trị được triệt để những cái nguồn gốc của cái vấn đề mụn trứng cá, nên là chúng ta vẫn bị tái phát trở lại. Và đặc biệt nữa là đối với cả những cái bạn mà đã điều trị khỏi rồi ấy, thì cái vấn đề chăm sóc và duy trì cái kết quả nó rất là quan trọng. Và cái điều đấy các bạn chỉ có thể có được khi mà các bạn đến điều trị với các bác sĩ da liễu, và đặc biệt là da liễu thẩm mỹ, thì các bạn mới có thể có được những cái lời khuyên tốt nhất và cái phương pháp điều trị hiệu quả nhất. Đây chúng ta có thể quan sát thấy là khi mà tôi chạy trên da của bạn ấy thì cái cảm giác nó hoàn toàn rất là bình thường, và bạn ấy không có cái cảm giác đau, và cái da của bạn ấy nó cũng không bị chảy máu hoặc là không bị những cái tổn thương mà có thể gây ảnh hưởng đến cái quá trình mà sau đó các bạn hồi phục, đúng không nhỉ? Em đã đi làm chưa hay là vẫn đang đi học? Em vừa mới ra trường. Em vừa ra trường à? Vâng. Em đã từng đi xin việc chưa? Em chưa. Thế hả? Nếu mà giả sử đang bị mụn này em đi xin việc thì em có cảm thấy bị mất tự tin không? Cũng có nhỉ. Mình đi xin việc mình sợ người ta lại nhìn thấy lại hình người ta không tưởng. Đúng rồi. Thật ra thì anh thấy cái mụn trứng cá là cái tình trạng cũng khá là hay gặp ý. Thế nhưng mà kiểu nó bị nhẹ thì cũng không vấn đề gì, nhưng mà kiểu nó bị nặng quá thì có thể khiến cho mình mất tự tin thật sự, đúng không? Vâng. Em sẽ làm trong lĩnh vực nào? Em bên sư phạm anh ạ. Sư phạm, à cô giáo đúng không? Vâng. Cô giáo thì lại càng phải có ngoại hình xinh xắn một chút đúng không? Học trò cũng thích cô giáo trẻ trẻ trung xinh đẹp mà. Cô giáo em hiền như cô Tấm à, đúng không? Giọng cô đầm ấm như lời mẹ ru.
Anh thấy giọng em đầm ấm rồi đấy, bây giờ quan trọng nữa là phải hiền như cô Tấm nữa. Cô Tấm nó vừa hiền vừa xinh cơ. Không như học trò bây giờ chúng nó hư lắm luôn mà không thể hiền như cô Tấm được. Đúng không? Bây giờ em, không hiền được. Em thấy cấp 2 mà. À, chưa được tập cái bọn cấp 2 nữa, trời ơi. Thế hả? Cấp 2 nhưng bây giờ chúng nó lớn lắm phải không? Vâng. Lớp và lớp 8, lớp 9 ý. Ừ, lớp 8, lớp 9 thì các bạn ấy còn chào chị thôi, có chẳng chào cô ấy. Gọi là chị, đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Bọn, bọn biết kỳ nhì ma mà. Chứ đâu có phải là vừa đâu. Thế năm giờ không thể hiền như cô Tấm được. Hiền như cô Cám. Ok, đấy, chúng tôi đang chạy cái phần mà laser pixel để xóa các vết thâm mụn trứng cá cho cô giáo trẻ. Đấy, cô giáo vừa ra trường xong và chuẩn bị sẽ trở thành những cô giáo dạy cấp 2. Thì tôi vừa nói với các bạn ấy là ngày xưa thì cô giáo em phải hiền như cô Tấm, nhưng bây giờ thì không thể hiền như cô Tấm được bởi vì là học trò rất là ghê gớm. Nên cô giáo thì cũng phải hợp thời một chút. Giờ phải vậy thôi chứ còn không để bắt nạt ngay. Bắt nạt cô giáo ngay lập tức. Nhưng mà đúng, phải bây giờ các bạn ấy lớn cũng nhanh ấy. Thậm chí ở đây anh khám rất là nhiều bạn đang học cấp 2 em ạ. Học cấp 2 rất là nhiều, chỉ lớp 8, lớp 9 thôi. Nhưng mà lớn lắm rồi em ạ. Ví dụ cao 1m7 rồi, cao hơn cả cô giáo luôn. Mà phát triển đầy đủ rồi. Đấy, nói chuyện cũng rất là chững chạc rồi. Có nhiều bạn thì cũng bị trứng cá mà, tỷ lệ gặp trứng cá mà ở trong học sinh ở lứa tuổi mà lớp 8, lớp 9 ý, cũng khá là cao đấy. Bởi vì cái lứa tuổi đấy là lứa tuổi nó đang dậy thì mà. Rất là nhiều cái trường hợp là gì, cái giai đoạn dậy thì đấy đáng lẽ là bố mẹ thì phải đồng hành cùng với con trong cái vấn đề mà nó xảy ra những mụn trứng cá thứ này. Thì có thể đôi khi bố mẹ bận quá ấy, hay bỏ bê cái vấn đề mà các bạn bị mụn trứng cá. Hay đến khi mà nó hình thành sẹo vết thâm thì chúng ta bắt đầu mới đi chữa thì nó rất là phức tạp. Vì thế nên là thường anh thường khuyên là bố mẹ mà có con mà đang ở lứa tuổi dậy thì ý, mà bị trứng cá thì nên cho các bạn điều trị sớm. Bởi vì là nếu mà bạn ấy đến điều trị sớm thì có thể là chẳng cần phải dùng quá là nhiều công nghệ hoặc là thuốc đâu. Chúng ta có thể chỉ cần là bôi uống đơn giản thôi thì cái trứng cá nó rất là kiểm soát rồi. Nhưng mà đại đa số thì mọi người hay để thật là muộn mọi người mới đi khám các bạn. Có nhiều bạn chỉ đang học lớp 9 thôi nhưng mà bị sẹo nhiều lắm. Với cái da của em như thế này thì anh nghĩ sau khi vết thâm nó hết thì da em nó sẽ rất là đẹp em ạ. Nó sẽ phục hồi lại, đấy, nó không đỏ như thế này nữa mà nó sẽ trở thành cái màu sáng ấy. Đấy, sáng màu và cái làn da nó đồng đều hơn. Anh còn chạy cả cái thun nhỏ lỗ chân lông nữa. Vì thế ra là những cái vùng lỗ chân lông to này nó sẽ thu bé lại. Em có thấy đau không? Không ạ. Và tôi sẵn sàng nhận những câu hỏi của các bạn gửi đến phòng khám da liễu thẩm mỹ Thiên Trường. Nếu mà các bạn có những cái thắc mắc hoặc là những câu hỏi cần tôi giải đáp thì các bạn hoàn toàn có thể đặt câu hỏi và tôi sẽ trả lời ngay trong quá trình mà tôi đang làm live stream điều trị cái vết thâm và thu nhỏ lỗ chân lông cho những bạn mà bị mụn trứng cá, giống như là bạn mà tôi đang điều trị đây. Các bạn có thể quan sát thấy là tôi đang làm ở cái vùng mà rất là nhiều cái vết thâm và cái lỗ chân lông to cả hai bên má. Các bạn có thể quan sát thấy rất là nhiều. Cái đau thì em không quá đau đúng không? Thật ra để mà nó bị thâm thế này là em cũng đã phải bị mụn trứng cá rất lâu rồi đấy. Đấy, rất lâu rồi mới bị nhiều như thế này. Đây, chúng ta có thể quan sát thấy là khi lên đường ISO trong da có hàng nghìn điểm tác động trong da để tái tạo lại cái bề mặt da và phục hồi những vùng da mà bị thương, bị tổn thương trong quá trình mà chúng ta bị trứng cá lâu ngày. Rất là đỏ và rất là thâm.
cả đi chán nữa. Đó, em nằm thẳng từ đầu lên một chút xíu để em chạy các khu vực của vùng trán. Ta thấy vùng trán này rất là nhiều rất là nhiều thâm. Và hiện nay thì phòng khám vẫn đang nhận đặt lịch của các bạn, vì thế nên là bạn nào mà đặt lịch thì các bạn nên gọi điện sớm để có thể được sắp xếp là cái thời gian khám phù hợp. Bởi vì là buổi chiều phòng khám cũng khá là đông, nên là các bạn nên đặt lịch sớm để chúng ta khám sớm, đỡ phải chờ đợi lâu. Các bạn có thể quan sát thấy là bạn ấy bị thâm nhiều và thâm rất là nhiều vị trí, nhưng không phải là chỉ một vị trí. Quanh những cái vị trí bị thâm này thì ra nó bị tổn thương khá là nhiều. Hình như bằng chỗ này một chút sang bên trái. Cái đau thì em có đau lắm không? Không đau. Hơi cắn cắn nhẹ nhẹ tí đúng không? Chỉ hơi lăn tăn chứ. Hơi đau đau mà nhẹ tí đúng không? Ừ. Ok. Cái laser này là sẽ tìm kiếm những vị trí bị tổn thương nhiều nhất để nó tác động và nó kích thích cái da, tái tạo lại cái vùng da bị phá hủy trong quá trình mà em bị mụn ấy. Laser này là laser chọn lọc nhá, chọn ra những cái bước sóng mà có ích nhất trong cái điều trị da đấy em. Em có hay phải thức khuya không? Em được trước thức khuya nhiều, bây giờ đỡ rồi. Ừ. Vừa ra trường nên không học nhiều. Không học nhiều đúng không? Chắc là bị mụn nhiều bởi vì ôn thi nhiều đúng không? Ừ. Có rất nhiều bạn mà bị mụn nặng trong cái giai đoạn mà mình thi cử ấy. Đấy, điều đấy cũng đúng thôi, bởi vì thi cử thì nó khiến cho các bạn ấy phải thức khuya nhiều và bị stress. Ngoài ra thì một số bạn mà thích ăn đồ cay nóng cũng dễ lên mụn em ạ. Rồi thì kiểu bị stress quá. Và không chăm sóc da, chúng ta để cho da nó bị bẩn rồi thì làm sạch không tốt ấy, thì da nó cũng dễ bị lên mụn. Những cái bạn mà bị trứng cá như thế này, nhiều bạn hỏi anh là thế có nên dùng kem chống nắng không, thì anh thấy rằng là chúng ta nên dùng kem chống nắng em ạ, để dùng kem chống nắng nó giúp cho cái da đỡ thâm hơn và nó bảo vệ làn da của mình. Thì sau khi mà khi da em bình thường ấy, thì theo anh thì em cũng nên dùng kem chống nắng em ạ. Cái chống nắng để chúng ta tránh những cái tác động không tốt từ môi trường, để ánh nắng mặt trời vào cái làn da của chúng ta, giúp cái làn da chúng ta được bảo vệ một cách tốt nhất. Anh em vào đây. Nhưng mà chúng ta đang đi những cái vùng laser cuối cùng lên trên cái vùng da của bạn ấy, và lát nữa thì cái vùng da này chúng ta sẽ thấy rằng là nó có sự thay đổi về cái màu sắc cũng như là cái
sức khỏe của vị trí mà chúng ta tác động bằng ánh sáng laser. Có rất là nhiều phương pháp của phòng khám da liễu thẩm mỹ Thiên Trường để có thể giúp điều trị mụn, và đây là một trong những cái phương pháp mà rất hiệu quả trong cái vấn đề trị thâm và xử lý cái lỗ chân lông to của những bạn bị trứng cá. Khi mà các bạn đến khám thì chúng tôi sẽ dựa vào lâm sàng để có thể chỉ định những cái phương pháp khác nhau, và tùy vào cái tình trạng cụ thể của bạn mà chúng ta sẽ tìm ra được cái liệu trình cái liệu trình điều trị tối ưu nhất. Ok, em có đau lắm không? Ok đúng không? Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chương trình livestream của phòng khám da liễu thẩm mỹ Thiên Trường. Và phòng khám da liễu thẩm mỹ Thiên Trường thì đang ở địa chỉ là 660 đường Điện Biên, thành phố Nam Định. Nếu mà các bạn đặt lịch thì có thể gọi điện thoại qua số điện thoại 02283 673717 để có thể đặt lịch và khám với các thạc sĩ bác sĩ ở bệnh viện Trung ương. Và chúng tôi sẽ trở lại với các chương trình livestream tiếp theo của phòng khám, và hy vọng rằng là qua cái chương trình vừa rồi tôi có thể giới thiệu với các bạn một trong những cái phương pháp điều trị xử lý mụn trứng cá cũng như là các vết thâm và các tổn thương sau mụn rất là hiệu quả của phòng khám thẩm mỹ Thiên Trường. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi.